Thank you.
Anh sang đi. Này cầm cái này không? Bây giờ cháu thì cả nhiệm vụ lại để chú. Quay lại anh Hoài. Đâu cháu quay cho anh Hoài. Cháu quay cho anh Hoài. Cháu biết anh bảo quay hộ. Ngoài Huyền đấy. À Trọng đi vào tình à? Ừ. Đấy, anh cửa. Anh đang nãy giờ cái nhìn lên lên nước. Đây. Đấy, bắt tay cái. Đi về. Mấy anh em đi về. Sao đi học đi. Qua anh lên chỗ anh đi. Qua em thời điểm đấy. Phỏng vấn chưa? Rồi. Anh đang quay hộ ông kia đấy. Đây, mấy con cả con ra chụp ảnh lần đâu. Vẫn chưa? Đi em đi ra ngoài quên mày. Cái áo anh cầm cho. Cái áo đấy. 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 Cái để bắt giam những người không có đồng ý kiến cũng như việc
bắt từ anh Nguyễn Hà Đông được. Nguyễn Đình Thành, Trần Minh Huệ với mức án 7 năm và 6 năm tù giam vì phạt đầu đôi. 15 thanh niên tham gia đồng tình ở Bình Thuận khỏi bị phạt tổng cộng 52 năm tù giam vì bị thu sơ tội gây dối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, chính phủ Anh đã kiện nghề cá nhà nước Việt Nam bỏ điều luật 285 trong bộ luật hình sự Việt Nam về việc lợi dụng quyền đất đai dân chủ. Hãy subscribe cho
Mời phái đoàn.
che mất mặt ông rồi, chúng tôi đứng lùi ra ngoài che mất mặt ông rồi. Đâu đâu đâu, đi ra ngoài, đi ra ngoài, chỉ cần 5 người bỏ thư thôi. Đây.